Alo, chào các bạn nha. Hôm nay có gió ngon. Giờ tàn hình nè. Mấy ly nữa mày mua nữa đã. Con này con mét rồi. Giờ đang thử lèo. Giống luôn không? Gió trần quá đều. Đã được 8 con. Con này của mình. Do quá đều. Nhiều anh giờ muốn thấy luôn, màu xanh nó lên lật nhách rồi. Điển mà rồi các bạn hôm qua. Sao kéo qua không được hả? Cái thằng nó đi vậy nó dù gì bay như tàn hình vậy. Không thấy gì á. Gỡ ra bớt đi. Cởi. Ít mà. Bữa nó lên tới 2 mét luôn. Quá đẹp. Ở đâu anh? Gió. Thấy nổ. Gió cho bạn qua gì tới hả? Cử giùm thử. Mấy bữa thấy cũng tháng tháng. Thấy mà biết nhiều gì. Sao trong gió mạnh hơn nhiều em chịu gió. Sao ra nổi. Gió đó. Gió lớn đó. Nó vừa qua luôn à. Có gì đầu lộm. Nhạo gì đầu đi lộm. Thầy sợ dịu em là gì mới là chưa biết làm sao nè.
đi để bữa không đấy. Má nó chờ kè con mà đụng vô hai cái đầu đụng luôn cái. Chưa đâu, chưa chín đâu. Đục thêm đi. Đẹp quá đẹp. Quá đã rồi. Như thế à? Diều lọc ngon là không miếng nhiều ai hết, bay riêng. Lụm diều anh hai, rớt ra, diều rớt ra. Lên lại rồi. Trong người ấy chứ gì, người gỡ được. Má diều văng là cũng diều lớn. Chưa chín đâu Bình ơi, nóng thêm đi. Trái cái hộp như hộp lựu quá trời luôn rồi, có trái này khủng luôn nè, quá bự nè. Quá trời cái hộp có gì đeo luôn. Như hột bắp vậy, dài hơn chút. Cái này không biết tên. Cao khoảng 40 phân. Quá trời. Không biết bao nhiêu trái nói hột. Quá trời không.
Bình đâu mà lại đếm dùm cái cây này bao nhiêu hộp á Bình? Quá trời không? Này chắc chim ăn được nó chín nè. Cái gì? Cây này anh Lộc biết cái gì không? Bình, đếm dùm cái cây này bao nhiêu hạt? Nưa. Cái gì cái nưa hả? Nưa mà mình Đầu mưa. Thôi, video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Đây có mấy bóng mát, quá mát. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ nữa nha. Nguyên bóng mát, quá mát. Vô đây coi thấy gì vậy? Ôi! Quá ngon. Gió lớn rồi kìa, vô quậy kìa. Thẳng vậy luôn. Chào các bạn nha.